bạn ơi, Tuấn Ngọc xin được hỏi các bạn là Hồng Hạnh hát có hay không ạ? Hồng Hạnh có xinh đẹp không ạ? Vậy tại sao các bạn vỗ tay bé thế? Tương đối là vất vả. Body chạm không sao đâu. Bánh xe chạm rồi. Tính hết không có em tính không tính đấy. Em tính bánh xe rồi. Không tính đâu. Hay quá. Ông mẹ cứ đi nghiêng đi. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Có cả tạ của anh. Quá nhá. Đấy. Bánh xe sao kia. Điểm nữa. Tại nhập đi. Cọc kê. Cọc kê đóng đủ. Đằng kia đâu cao bao cao. Đằng kia đóng điểm đi kìa. Rồi, anh em sắp đăng ký rồi. Cao kìa. Điểm nữa. Không, cái đấy một lần thôi. Không, kìa. Một lần thì cứ một chục lần ở đấy thì có mà chết. Thế thì chục lần thế, chục lần thì phát đấy là tính chung điểm luôn. Ông một cọc đấy, ông ăn một cọc thôi. Anh kẽ đi bồn đi, anh quay đi. Chìm lợn đi, thế mà chìm lợn đi. Hay quá. Chìm lợn đi, đừng có đọc điểm. Chân lên mềm về ấn chân lên mềm ấn chân đứng chân lên luôn chỗ đất lên mềm lật chân lên cho gần chân lên được mà các bạn từ trước vào đâu đùa mẹ
chân lên. Leo lên trên vách kia kìa, nó mới dựng xe lên được. Đấy, đúng rồi. Rồi. À, hay quá. Bình tĩnh lên. Cái nào mẹ muốn đấy. Thua tôi nhá. Trời ơi, 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 tao mới một lần mà loại gì một hai hết rồi cứ là đi chơi thôi thôi này gì chậm quá lâu quá cái liên thoan liên thuyền là chậm người ta đang lấy ngon lành ở luôn nó có một lần mà người ta lên được đàng hoàng em cảm giác thế nào em ơi mà vất vả không tương đối là vất vả nhưng mà không sao cả. Rồi. Đây là chim lợn. Ơn lên luôn tới luôn cuốn mà ông định tạo thu tờ cuốn nó bánh ngồi mất thời gian rồi lên hẳn đi bỏ ra dấm cho cái khéo dám dấm dây trừ điểm nhỉ. Không có thu dây không phải trừ điểm giờ thu dây tôi vào chưa bị trừ điểm nào từ nãy giờ đâu. Ủa vui anh em thôi. Cố lên anh ơi. Thua cũng phải mày, có phong cách chứ. Cứ dài dây ra là móc lên cái cầu rồi. Cầu gỗ kìa. Cầu gỗ hơn em. Anh bị loại khỏi cuộc chơi rồi chứ. Ra đấy mà chim lợn đi. Lên được không? Nhưng mà phải lái luôn từ mai được bỏ cái điều khiển đi không hợp lý lắm. Nhưng mà làm cũng được thôi. Vâng, đây xin chào anh em, lắp cho anh em. Ừ, mấy lần luôn. Trời mưa nên là khán giả nó hơi bị ít. Thôi thì ra tí cho nó xoay nít ra nhỉ. Tổ chức rất là hoàn tráng. Vận động viên coi nhỉ. Bỏ leo ra, móc lại lên trên đầu. Được 3 phút mà. Kéo dài dây ra. Kéo dài dây ra, móc ngược lên. Được 3 phút mà. Chơi đi, chơi đi. Móc cả lên cầu. Móc lên cầu ấy. Đúng rồi, móc lên cầu luôn rồi là kéo thẳng ra. Dẫn một vận động viên đang bị sát lưới. Anh em móc một cầu, em cũng lại lật như thế thôi. Anh quay ra bọc cạp nào. Cho anh nhìn sang mà. Đây này, nói gì nào em ơi. Móc anh ấy này, móc một cầu. Phải móc một cầu nó mới lên được. Cầu lao, cầu lao. Cầu này này. Móc cầu giữa. Cầu giữa anh ấy nữa. Anh ngoài là cầu giữa. Nhà ra vâng, vận động viên của chúng ta bắt đầu đã bị tâm lý rồi. Mau chưa? Ngồi nó kéo văng cả cái ống quay luôn. Trong lúc mà nó quay sang phải đến phút lượt như này là đến phút chứ. Ba từ 3 phút chứ. Quay thằng này hơi khó. Sao thằng mày? 3 phút nữa là đầu lật như này mà không cứu hộ cho 3 phút là còn loại gì nữa. Không đếm mà. Trong lượt khổ. Chưa, chỉ có giải adventure 2 thằng ngã thì sẽ tính mà 3 phút. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết rồi. Chơi hết rồi. Ba tổ chức bao nhiêu rồi? Hết rồi. Có loại từ loại thì loại thôi. Đi chơi đi. Các em không tính giờ nhá. Vâng, anh không phải. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, bay với anh B cho anh em về quê. Đi mẹ không được cầm về luôn. Loại rồi, BC, nào. Loại đến. Thôi nhá, loại nha, anh ấy loại rồi, anh ấy loại rồi. Cứ đây đây. Em ơi, cái dây tơ em ơi, đừng ảnh nữa, nó quấn vào dây tơ rồi. Rất căng, đường đua chúng ta trông dễ nhưng mà không hề đơn giản. Audio Jungle.